Kính gửi anh chị lãnh đạo, em xin được giới thiệu mặt bằng tổ dân phố số 3, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Mặt bằng có mặt tiền 6,7 m², diện tích thuê là 147 m², diện tích kinh doanh là 100 m², diện tích kho là 40 m². Mặt bằng hiện trạng là nhà cũ, bên cho thuê cải tạo và xây dựng theo yêu cầu, giá thuê chưa gồm thuế là 7 triệu một tháng. Vincombus cải tạo lắp cửa cuốn, cửa kính, trần thạch cao và vách ngăn kho. Về tiềm năng thương mại, mặt bằng gần trung tâm hành chính huyện Giao Thủy, nơi tập trung đông dân cư, trên đường DT489 kết nối giao thông giữa các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường, lưu lượng giao thông giờ cao điểm khoảng 50 lượt một phút. Phía bên trái mặt bằng hướng đi thị trấn Xuân Trường cách 300 m có trường mầm non, trường tiểu học, bến xe, Ủy ban nhân dân thị trấn Ngô Đồng. Phía bên phải mặt bằng hướng đi vào trung tâm thị trấn cách 300 m là trung tâm hành chính huyện Giao Thủy. Dọc đường là các cái trung tâm mua sắm lớn nhất của huyện. Video được quay lúc 17 giờ. Kính mong anh chị lãnh đạo xem và duyệt mặt bằng. Em xin chào và cảm ơn anh chị.